bản lĩnh của một thằng đàn ông. Khi thấy thằng nào ve vãn người yêu bạn thì đó không phải công việc của bạn, mà là việc của cô ta quyết định. Một là bạn gặp được người đàn bà tốt, hai là bạn mất đi một người đàn bà tồi. Bạn cũng chẳng cần phải quản lý người yêu. Nếu họ thực sự yêu bạn thì trăm ngàn cám dỗ cũng không thể lay động được họ. Chung thủy cũng là một sự tự giác.